Sốc vụ cô vợ vụng trộm với bồ ở tầng 11. Kết quả giám định ADN cho thấy đứa bé không cùng huyết thống với anh chồng. Mến chào quý vị khán giả thân yêu của kênh Bản tin Online. Thưa quý vị, mới đây một thông tin cực nóng về vụ việc cặp nhân tình vụng trộm ở tầng 11 được lan truyền trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, rằng vụ cô vợ vụng trộm với bồ ở tầng 11, kết quả giám định ADN cho thấy đứa bé không cùng huyết thống với anh chồng. Mặc dù chưa rõ thực hư ra sao, nhưng thông tin trên một lần nữa làm dậy sóng cộng đồng mạng. Vì nếu đúng như cộng đồng mạng đồn đoán thì cô vợ này cũng hơi lăng loàn, dám đưa cả nhân tình về tỏ tí te ngay giờ trưa, còn thường xuyên đăng hình mát mẻ trên Facebook nữa, thì chắc chị Trang này cũng không phải dạng vừa đâu. Thế nên cộng đồng mạng cũng có cơ sở để đưa ra nghi vấn. Kết quả giám định ADN cho thấy đứa bé không cùng huyết thống với anh chồng, cũng có cơ sở chứ không phải là không. Tuy nhiên, điều đáng bàn là cô vợ rất thường xuyên khoe hình ảnh hạnh phúc bên chồng và con, còn chuyên gia nói đạo lý nữa cơ. Nào là sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Chưa kể còn thường xuyên đăng story, đăng status và up ảnh thả thính nữa cơ, còn khoe cả body nóng bỏng. Nhìn mặt thì chị này khá xinh, nhưng đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Và sau khi sự việc chấn động này xảy ra, ngay lập tức danh tính nạn nhân được xác định là cán bộ đội cảnh sát giao thông tỉnh Thái Nguyên. Còn về phía cô vợ được biết là phó bí thư đoàn phường. Như chúng tôi đã cập nhật trước đó, theo những hình ảnh ít ỏi mà cư dân mạng thu thập được thì cộng đồng mạng suy đoán rằng trang phục mà người chồng chụp chung với cô vợ đang được cho là anh chồng đang làm việc trong cơ quan công an tỉnh Thái Nguyên. Thế nên cộng đồng mạng cũng đưa ra một lời đồn đoán rằng liệu rằng anh chồng và anh bồ có phải là anh em chí cốt với nhau hay không khi làm chung cơ quan là công an tỉnh Thái Nguyên. Và mới đây thì trên mạng xã hội lại tiếp tục truyền tay nhau về kết quả ADN cho thấy đứa bé không cùng huyết thống với anh chồng. Liệu rằng sau sự việc bị vợ cắm cho một cặp sừng rất dài như thế này, anh chồng có đi xét nghiệm ADN con hay không để xem có phải là con mình hay là anh ta đã bị lừa đổ vỏ. Mặc dù đây chỉ là những suy đoán và vẫn chưa có bằng chứng xác minh suy luận ở trên là đúng hay sai, vì hiện tại người trong cuộc đã khóa sạch tài khoản mạng xã hội và cũng chưa lên tiếng gì. Tuy nhiên, trong cộng đồng mạng cũng đang ráo riết truy lùng mọi dấu vết bằng chứng về sự việc nóng hổi trên. Cho dù kết quả có như thế nào thì cái kết đáng buồn cho vụ ngoại tình chấn động trên cũng đã để lại một vết thương lòng cho những người còn sống lại. Sự ra đi của anh tình nhân không biết nên đáng thương hay đáng trách. Bởi anh cảnh sát giao thông này cũng là người đã có vợ có con đề huề nhưng lại lựa chọn cách phản bội. Suy cho cùng, nạn nhân này vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Người vợ kia cũng chính là minh chứng sống cho sự phản bội trong xã hội ngày nay và nhận về cái kết sống không bằng chết. Có hạnh phúc nhưng lại không biết nắm giữ, chỉ vì một chút cám dỗ bồng bột mà đánh mất đi tất cả từ gia đình, bạn bè, sự nghiệp và cả đạo đức của một người phụ nữ. Mong rằng vụ việc trên sẽ là một bài học đắt giá cho những ai đã và đang có suy nghĩ phản bội người bạn đời của mình. Mọi sự phản bội đều phải trả một cái giá rất đắt. Vì vậy hãy biết giữ gìn tổ ấm, giữ gìn hạnh phúc cho riêng mình. Vụ ngoại tình rơi lầu tầng 11. Chồng và tình nhân là anh em chung cơ quan thân thiết. Mến chào quý vị khán giả thân yêu của kênh Bản tin Online. Thưa quý vị, như những thông tin mà ban biên tập đã cập nhật trước đó về vụ việc ngoại tình nhảy lầu từ tầng 11 gây xôn xao dư luận suốt những ngày qua. Ngày 6 tháng 6, Công an tỉnh Thái Nguyên vẫn đang điều tra làm rõ vụ một người đàn ông tử vong sau khi rơi từ tầng 11 của chung cư Tiến Bộ, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Trao đổi với báo Zin, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Quang Vinh cho hay người tử vong là cán bộ đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên. Còn cô nhân tình được xác minh danh tính là phó bí thư đoàn phường. Trước nghi vấn chị Thùy Trang có quan hệ tình cảm với người đàn ông trong vụ việc, lãnh đạo phường Tân Long cho biết phường phải đợi kết luận điều tra từ cơ quan chức năng. Khi có kết luận chính thức, phường mới thực hiện các bước tiếp theo. Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 5 tháng 6, chính quyền địa phương nhận tin báo về việc một người đàn ông tử vong sau khi rơi từ tầng cao của chung cư Tiến Bộ. Qua khám xét ban đầu, cơ quan chức năng tìm thấy một dây nối từ tầng 11 xuống tầng 10, xác định người đàn ông trên đã trèo từ tầng trên xuống và tuột tay rơi xuống đất, tử vong. Nhà chức trách cho biết, người đàn ông trên có quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ sống tại căn hộ tầng 11. Đến trưa, chồng người phụ nữ về nhà, nên người đàn ông này dùng dây trèo từ tầng trên xuống và xảy ra vụ việc đáng tiếc đó.
mặc vội quần áo, đồng chí Tú quăng dây đã chuẩn bị sẵn ra cửa sổ hòng trèo xuống tầng 10 để thoát thân thì trượt tay tụt hẳn xuống đất. Trước khi tiếp đất, đồng chí Tú đã xuyên qua một mái tôn làm thủng một lỗ lớn. Trước thông tin sự việc chấn động dư luận trên, cư dân mạng cũng đã tung ra loạt những bức ảnh về người chồng và tình nhân. Với những tấm ảnh ít ỏi được cộng đồng mạng thu thập được, cộng đồng mạng suy đoán rằng trang phục mà người chồng chụp chung với cô vợ ngoại tình được cho là anh chồng làm trong cơ quan công an tỉnh Thái Nguyên. Về phía nạn nhân cũng chính là tình nhân của cô vợ ngoại tình, được Ủy ban Nhân dân phường Quang Vinh xác nhận là cán bộ đội cảnh sát giao thông tỉnh Thái Nguyên. Vậy liệu rằng cả người chồng và anh nhân tình kia thật ra đã có quen biết với nhau từ trước rồi chăng? Trên khắp các diễn đàn lớn nhỏ trên mạng xã hội, rất nhiều người đã đưa ra quan điểm cho rằng nếu cả hai làm chung với nhau trong cùng một cơ quan, việc quen nhau, đã từng chạm mặt nhau hay thậm chí là có mối quan hệ anh em thân thiết chí cốt cũng là điều rất dễ hiểu. Vì cả hai đều là công an và còn làm chung cơ quan công an tỉnh Thái Nguyên mà. Chưa hết, một sự trùng hợp ngỡ ngàng là cả em bồ và cô vợ của anh cảnh sát giao thông xấu số đều tên Trang, vợ là Quỳnh Trang và em bồ là Thùy Trang. Vì theo như hình ảnh anh bồ chụp chung với vợ con thì trên chiếc bánh sinh nhật ghi tên cô vợ là Thùy Trang. Thưa quý vị, nếu sự thật cả ba người bao gồm cô vợ, nạn nhân xấu số và người chồng kia thật sự đã quen biết nhau từ trước thì quả thật là một câu chuyện bùng binh và cái kết hết sức đáng tiếc. Chuyện bạn cướp vợ, vợ yêu bạn là chuyện xảy ra như cơm bữa trong đời thường, nhưng lại đáng tiếc thay, ăn vụng chưa kịp chùi mép thì lại ra đi mãi mãi. Cái kết đau buồn cho người tình nhân, không biết nên đáng trách hay đáng thương. Suy cho cùng, cả cô vợ và anh tình nhân kia đều là người có lỗi. Hiện tại, người vợ là chị Trang đã ngay lập tức khóa trang cá nhân sau khi sự việc rầm rộ trên mạng xã hội. Và sau đó cả Facebook của anh chồng và cô vợ kia cũng đã ẩn sạch. Mong rằng câu chuyện đáng tiếc trên sẽ là bài học đắt giá cho nhiều cặp đôi, nhiều gia đình. Để khi nhìn vào sự việc trên sẽ có một suy nghĩ, một nhận thức đúng đắn hơn. Mặc dù vẫn chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, song nhiều người vẫn cảm thấy đáng buồn cho lối sống buông thả từ một số bộ phận giới trẻ hiện nay, mà điển hình chính là cuộc tình éo le của người đàn ông xấu số tại Thái Nguyên. Vẫn biết cuộc sống là muôn vàn những cám dỗ là khó khăn, mà đôi khi con người chẳng thể nào đứng vững. Thế nhưng câu chuyện phản bội lại lòng chung thủy của bạn đời, để rồi ra đi vì một lý do mà cả xã hội chẳng thể thông cảm được, thật sự là một điều dại dột, đáng tiếc. Người sai lầm thì cũng đã về trời, chỉ còn hằng lại những nỗi đau đầy ám ảnh cho những người ở lại. Nếu những phỏng đoán kia là đúng thì thực sự không phải chỉ một gia đình tan vỡ, mà đó sẽ là cả hai gia đình cùng tan thành mây khói. Bởi lẽ không có lỗi lầm nào khó tha thứ bằng sự phản bội lòng chung thủy trên cõi đời này. Hiện tại vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, nhưng cư dân mạng vẫn đang lan truyền thông tin cá nhân và câu chuyện ngoại tình Thái Nguyên đi khắp cõi mạng như một hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai rảnh rỗi sinh nông nổi, mà đặc biệt là chán cơm thèm phở. Mong rằng những sự việc đáng buồn như trên sẽ không diễn ra thêm một lần nào nữa.